như màu thẳng. Ở đây toàn màu thẳng. Màu thẳng thì nhiều, màu xanh thì đấy. Hết rồi hay sao vậy? Toàn màu thẳng thôi. Đây có cây màu cong. Nhưng mà cái này nó cắt nó không được ngon lắm. Mua vào cũng 167 rồi nhưng mà về nó không được như ý, lỗi cắt không nổi. Nên thành ra là bỏ phí cây này. Vứt bỏ. Cắt không được. Cắt sơ sơ thì được nhưng không được tốt lắm. Cắt này bóp hết cỡ mà không đứt. Nhát được nhá không. Ở đây còn được một cây. Cây này 180k. Cây này cắt thì ngon hơn cây này rất là nhiều. Cắt thử. Đấy, cái này bấm nhát nào đứt nhát đấy, không bỏ nhát nào. Đấy. Không bỏ nhát nào. Đây là tầm 1 ly rưỡi. Rồi cắt 2 ly. 2 ly này. Cắt 2 ly này. Đứt luôn. Này đâu mất rồi. Đấy mất hút luôn rồi. Bây giờ cắt 2 ly rưỡi này. Cắt 2 ly rưỡi. Cắt 2 ly rưỡi này. Cắt 2 ly rưỡi không bỏ nhát nào nhá. Cắt 2 ly rưỡi này. Giờ thử cái 3 ly thế nào. 3 ly đây. Kẹp nó vào đã. Kẹp lại đã không bay mất. Gài vào đây vậy. 3 ly nhá. Này là hơi quá. Cố thôi, thử cố phát nào. Đấy, vẫn cắt được nhá. Lưỡi vẫn ngon nhá. Cây này mà lưỡi của nó mà hoàn hảo ấy thì em bán 200, hơn 200 đấy. 200, 220 ấy. Nhưng mà nó chỉ hơi giống một xíu nhẹ thôi nhưng mà cắt không bỏ nhát nào nhá. Bấm mũi rất là ngon. Cái mũi của nó thì khít như thịt. Bấm nan dư ok nhá. Đấy, bắt cắt mũi rất ngọt. Nó chỉ có hơi cấn một chút ở phía sâu trong. Sâu trong thì ta cắt phép to 3 ly, 2 ly rưỡi, 2 ly là đứt hết, không có vấn đề gì nhá. Nói chung cây này là ngon.